Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV. Kênh mình thì chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày mùng 1 tháng 12 năm 2020 thì cũng chỉ còn một tháng nữa thôi là đến Tết Dương lịch rồi. Thì các bạn là nhanh tay ủng hộ bên mình một chiếc điện thoại phẩm điện thoại cũ giá rẻ về để xài các bạn nhé. Và các bạn nào muốn có nhu cầu mua điện thoại thì các bạn không biết mua chọn lựa chọn ở đâu thì các bạn có thể lên YouTube này. Các bạn lên YouTube này. Các bạn gõ kênh là kênh Triệu Phú TV. Đây, các bạn lên YouTube này. Các bạn gõ kênh là Triệu Phú TV này. Đấy. Triệu Phú TV. Đây, mình sẽ kích vào Triệu Phú TV đấy. Đấy, đây là kênh YouTube của mình, Kênh YouTube của mình thì được là hơn 50k lượt sub các bạn nhá. Đây, rất nhiều điện thoại cũ giá rẻ các bạn lựa chọn đấy nhá. Đấy, rất nhiều điện thoại cũ giá rẻ các bạn lựa chọn đấy ạ. Đây, các bạn kích vào kênh YouTube của mình. Đây, các bạn kích rất nhiều điện thoại cũ giá rẻ các bạn lựa chọn nhá. Đấy, bạn nào chưa ưng là sản phẩm mình cũng có thể lên kênh của mình để xem video điện thoại cũ của mình. Thì mình tối nào mình sẽ ra video clip hướng dẫn cho bạn. Thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Thì buổi tối ngày hôm nay, buổi tối mình phát live stream các bạn nhé. Thì là hôm nay thì mình về được bên mấy mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ. Thì bên mình cũng giới thiệu và thanh lý cho bạn luôn. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được con iPhone 6 thường nhé. Đấy. iPhone 6 thường, hôm nay thì mình về được con iPhone 6 thường này. Đấy. iPhone 6 thường. Thì con này thì hôm nay mình vừa mới thâu lại của một em gái mưa rất là xinh. Tình trạng là máy tất cả là máy men zin màn zin. Tình trạng là máy chỉ bị mất mỗi vân tay thôi nhá. Đấy. Tình trạng máy chỉ mất mỗi vân tay thôi các bạn nhá. Thì là con này thì mình đã thay pin mới 100% cho các bạn rồi. Nên các bạn cứ yên tâm về sử dụng. Con iPhone 6 thường này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 1.4 triệu nhá. Ngoại hình thì còn độ 90/90%. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.4 triệu các bạn nhá. iPhone 6 thường 1.4 triệu. Tình trạng máy mất vân tay. Con này thì mình đã thay pin mới cho các bạn rồi nhé các bạn nhé. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6 thường mất vân tay 1.4 triệu này các bạn nhà hàng là sớm nhất nhé. Một là các bạn liên hệ cho mình là qua Zalo. Zalo thì mình dùng xem này là 0966221789. Số này thì mình đang bị đầy mất Zalo nhé. Hoặc các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại mình đây. Số 1 đây số này nhé. Các bạn số 1 cũng được gọi số 20833-21789. Đấy. Đấy. Và giờ làm việc nhà mình bắt đầu từ là 7 giờ sáng và đến là 10 giờ tối. Thì bên mình thì là lỗi đổi mùa một tuần và bảo hành là 6 tháng. Và hình thức mua hàng bên mình thì rất nhiều hình thức. Thì các bạn nào mà tin tưởng bên mình rồi ấy, thì các bạn chuyển khoản trước thì mình sẽ free ship cho bạn. Còn các bạn nào mà chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán ấy, thì các bạn phải cho cọc cho mình phí ship 50k, 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm của bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay mình lại về được con Oppo F9. Oppo F9 này là con này là RAM 4GB. Bộ nhớ trong con Oppo F9 là 64GB. Thì là con này thì là màn hình của nó là tràn viền 6 inch, hơn 6 inch. Pin thì là pin hơn 4000. Đấy. 4000, hơn 4000. Thì ngoại hình thì con này thì còn máy còn 90/90% nhá. Con Oppo F9 này. Đấy, con Oppo F9 này thì nói chung là một thời nói chung là cũng làm mưa làm gió của sản phẩm Oppo ấy. Nhưng bây giờ nó dùng rất là sướng ạ. Con này khách còn kêu dùng đến pin dùng đến 2-3 ngày cơ. Rất là châu bò nhá. Con Oppo F9 này thì bên mình đang bán mạng với giá là 2.400.000 nhá. Đấy, 2.400.000 sản phẩm Oppo F9 đấy ạ. Ngoại hình thì máy còn 90/90%. Máy màu xanh dương đen này các bạn nhá. Oppo F9 nhá. 2.400.000 cho các bạn lựa chọn nhá. Đấy, và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về được con này là Samsung J4 Plus này. Samsung J4 cộng. Thì màn hình con này là màn hình là 6 inch, RAM thì là RAM 2GB, bộ nhớ trong con này là 16GB. Con Oppo gì nhỉ? Con sorry các bạn là con J4 Plus, Samsung J4 Plus này, con này là bản công ty, 2 SIM 2 sóng. Thì là ngoại hình thì cũng còn độ 90%. Con J4 Plus này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 1.500.000 nhé. Đấy, các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân hoặc các bạn mua về là một máy phụ nghe gọi rất ok nhé. 1.500.000. Đấy, và giờ làm việc thì bắt đầu là 7 giờ sáng và đến là 10 giờ tối nhé các bạn nhé. Mình sẽ live vào buổi tối thì mong các bạn là 7 giờ sáng các bạn gọi cho mình và chốt hàng nhé. Đấy, các bạn nhớ là bên mình thì nhận thanh toán qua thẻ ngân hàng này, Momo này và số tài khoản các bạn nhé. Thẻ Viettel các bạn nhé. Các bạn mua mình cái thẻ Viettel cũng được. Và tiếp theo, đây mình giới thiệu luôn này đi. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay mình về là con này là con Huawei Y9 2019. Thì là ngoại hình con này thì là còn độ 90%. Mặt lưng thì có hơi sức nhăm nhăm một chút thì các bạn nhé. Y9 2019. Thì là màn hình con này là 6.5 inch này. Đấy, màn hình con Y9 2019 là 6.5 inch. Còn Huawei Y9 2019 này
thì là RAM con này là RAM con này là RAM 4GB nhé. Mình sẽ xem mình cấu hình RAM của nó này. Đây. Đấy, RAM con này này, giới thiệu con này là RAM này. RAM 4GB này, bộ nhớ trong con này là 64GB. Đấy, màn hình thì là màn hình của nó là tràn viền 6,5 inch. Được cái là cam trước của nó là hai camera này. Hai camera và đằng sau là hai camera luôn, hai camera trước, hai camera sau. Nhưng mà con này được cái là bản 2019. Nó là bản, nói chung là bản của năm ngoái các bạn nhé. Năm nay chỉ 2020 thôi. Mới chuẩn bị ước sang 2021. Ngoại hình thì còn độ 90%. Được cái là máy zin nguyên bản. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2 triệu đồng các bạn nhé. Con i9 2019 này, bên mình sẽ xả cho bạn với giá là 2 triệu đồng các bạn nhé. RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Màn hình là 6,5 inch nhé các bạn nhé. Đấy, rất là to, rất là bự nhá. Bên mình đang ký bạn với giá là 2 triệu đồng các bạn, i9 2019 nhá. Đây ạ. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về con này là con Samsung. Samsung con này là Samsung A50 nhá các bạn nhé. Con này thì là màn hình của nó là tràn viền. Mình cứ xoay ngang. Đây. Con A50 này, ngoại hình thì con này còn 90 trên 90%. Đấy, A50 này, 3 camera, 1 đèn flash này. Vân tay màn hình các kiểu ABC này. Con A50 thì màn hình của nó là Sumo OLED, màn hình là Full HD cộng. Màn hình con này là 6,4 inch nhá. Pin thì là 4000, hơn 4000. Con A50 này thì bản công ty, hai SIM hai sóng. Cấu hình con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 64GB. Con này thì là máy đẹp, cũng ngoại hình thì còn đẹp leng keng xà beng luôn. Đấy. Đấy. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 3,1 triệu nhá. Con A50 này bên mình đang bán cho bạn với giá là 3,1 triệu luôn. Đấy, 3,1 triệu cho bạn nhá. Tặng kèm các bạn một cái ốp dẻo này. Cái ốp đen theo máy này. Con này thì nó còn có cái miếng vẫn còn nguyên dán màn hình nhá. Theo máy luôn nhá, từ lúc mua cho bây giờ nhá, khách vẫn xài rất là dữ ạ. Đây con này cũng một chủ đầy đầu này. Con này khách từ lúc mua cũng kể mình là mua từ lúc mà 6 triệu 9 hay là 7 triệu 9 ấy, mình không nhớ. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A50s à, sorry các bạn, A50 này các bạn nhanh hàng mình là sớm nhất nhá. 3 triệu 1 nhá. Tiếp theo là hai con này là con S8 này. S8 hôm nay thì mình lại về tiếp tục được hai con này nhá. Một con màu đen này. Đấy, một con S8 màu đen này. S8 mình sẽ nói sơ qua từng con cho các bạn. S8 của nó là con này, hai con này đều là bản Hàn này. Bản Hàn hai SIM hai sóng. Con S8 này thì là gì nhỉ? Bản Hàn hai SIM hai sóng, cấu hình con này là RAM 4GB. Bộ nhớ trong con S8 là gì nhỉ? 64GB. Con S8 nhỏ này thì màn hình của nó là độ phân giải của nó là 2K. Đấy, màn hình độ phân giải 2K. Tràn viền nhé, tràn viền độ phân giải 2K. Màn hình con này thì là màn hình đẹp nhé, không ám ố hay không lưu ảnh gì. Đây. Máy màu đen. Máy cũng đẹp leng keng xà beng luôn. Con S8 này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 3,7 triệu nhé. Con S8 nhỏ này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 3,7 triệu đấy. Đấy. Ngoại hình thì còn 90 trên 90%. Màn hình đẹp, không ám ố hay không lưu ảnh gì các bạn nhé. Đấy. S8 nhỏ này thì màn hình 5,8 inch nhé. Các bạn cầm những con này mà các bạn cầm cực kỳ là sang trọng và rất là thích. Nói chung là các bạn cầm con này sướng lắm. Camera nó là màn hình của nó là 2K mà. Các bạn quay video 2K, 4K thì khỏi phải chê luôn. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S8 nhỏ này các bạn nhanh hàng sớm nhất nhá. Bên mình đang bán các bạn với giá là 3,7 triệu. Rất là đẹp, đẹp leng keng luôn. Đấy. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay là mình cũng là con S8 tiếp nhá. Con S8 này thì là màn hình cũng đẹp keng nhá, không ám ố, không lưu ảnh gì. Thì nó cũng như là con kia là bản Hàn thôi. Đây thì ngoại hình thì con này thì là vỏ con này thì là màu xám bạc nhé. Con này thì là màu xám bạc này, xám bạc này. Ngoại hình thì có vỏ thì hơi nhăm 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 theo thời gian thôi. Cái xương của nó thôi, nhăm 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 thôi. Được cái mặt mũi thì đẹp nhé, mặt với lưng thì đẹp. Mỗi cái viền nó thì hơi nhăm nhăm một chút thôi nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 3,500 triệu nhé. Đấy. Con S8 nhỏ này thì bên mình đang bán bạn giá là 3,500 triệu cho bạn nhé. Đấy, cũng là hai SIM hai sóng các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S8 nhỏ này các bạn nhá, hàng mình sớm nhất nhá. Đây, liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình. Và đây địa chỉ cửa hàng mình, gần các bạn thể là trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình. Đấy, số điện thoại mình đấy nhá, 0966221789 nhá. Đấy, giờ làm việc thì mới bầu từ 7 giờ sáng và đến là coi như là 10 giờ tối các bạn nhá. Đây. Lót 8 thì hôm nay nhà mình lại về được một chiếc này. Con lót 8 này thì hôm nay nhà mình lại về được một chiếc. Đấy, lót 8 thì hôm nay là mình thì là cấu hình của nó là RAM con này là RAM 6GB. Bộ nhớ trong con này là 64GB. Con lót 8 này thì màn hình đẹp, không ám ố hay không lưu ảnh gì. Ngoại hình thì máy còn 90 trên 90%.
Con S8 này là bản Hàn, 2 SIM 2 sóng. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 4.500.000 nhé. Con S gì nhỉ? Sorry các bạn, con Note 8 này. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 4.500.000. Đây, Galaxy Note 8. 4.500.000, bản Hàn, 2 SIM 2 sóng các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 8 này, mua về tặng ông bà, bố mẹ, người thân hoặc là người yêu hoặc bà xã hoặc các bạn để xài cực kỳ là ok. Màn hình đẹp, không ám ối, không bị ảnh gì. Bên mình nay về một chiếc bán cho bạn với giá là 4.500.000 các bạn nhá. Đấy, rất là đẹp nhé. Nhà mình nay thì có về là mỗi một chiếc nhé. Này. Đây nhà mình đây. Còn con này nữa. Con này thì là con cuối cùng bên mình đây, thì mình sẽ giới thiệu nhanh gọn cho bạn luôn. Con này là con gì nhỉ? Con này là con gì nhỉ? Con này là Oppo A7. Con này là Oppo A7 gì nhỉ? Con này là Oppo A7 nhé các bạn nhé. Đây là Oppo A7 đấy ạ. Con này là phiên bản là RAM 3GB, bộ nhớ trong con này là 32GB nhé. Con Oppo A7 này thì là ngoại vỏ của nó thì còn 90%, phiên bản là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con Oppo A7 này thì bên mình đang thanh lý cho bạn với giá là 2 triệu đồng các bạn nhé. Oppo A7 này 2 triệu cho bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A7 này các bạn nhé, hàng mình sớm nhất nhé. A7 là giống với A5S cực kỳ luôn. Và thì bây giờ thì cũng muộn rồi, và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình có ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ cho bạn. Thì các bạn nào ưng nào sản phẩm mình, các bạn nhấc máy liên hệ trực tiếp mình đặt hàng nhé. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và xin chúc bạn xem video mình một buổi tối ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và xin chào và hẹn lại clip vào tối ngày mai các bạn nhé.